trước khi vào nhà thì em cũng có nói sơ qua luôn cái bất động sản này. À, thì đất mình là 4m8 mặt tiền, sâu là 26, ở sau nở hậu là 5m. Là đất mình full thổ cư luôn, thổ cư hết đất nha. Đó, sâu vô tới đằng kia. Xây là xây hết đất, quy hoạch đất full thổ cư anh chị, quy hoạch đất ở hết rồi. Xin chào cô chú chị, em là Điền đây. Thì chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh của em Điền. Thì hiện tại em Điền đang có mặt ở Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú chị một bất động sản nằm ngay trung tâm xã Tân Lâm luôn, gần bệnh viện, trường học, là ủy ban và chợ đò, rất là gần luôn, chạy một chút xíu thôi là ra được ngay cái khu tiện ích đó rồi. Đây cô chú chị, trước mặt của cô chú chị mình đây là mặt tiền đường nhựa, rộng khoảng là 8 mét hơn anh chị. Chưa kể là sau này nhà nước sẽ làm mương nước hai bên nha, và đường nhựa sẽ làm, tất nhiên sẽ làm lại nhựa mới cho mình. Mình đi ra chút xíu, đây là tỉnh lộ 328 rồi. 328 này mình đi được thị trấn Phước Bửu này, đi biển Hồ Tràm này, nhưng mà ở khu vực Tân Lâm thì đi hơi xa cô chú chị. Thì chạy chút xíu ra đây thì mình qua Cẩm Mỹ, Đồng Nai rồi. Mình đi cái tỉnh lộ 329, 328 này mình sẽ thông giao với lại cái ngã tư sông Ray, cái đường sông Ray DT 7 mấy đó của Cẩm Mỹ mình ha. Đó, đi chút xíu là giáp Đồng Nai rồi. Đấy, và sau lưng cô chú chị mình đây là mặt tiền đường này cũng là vậy, nhưng mà khu dân cư thông thương hết. Quy hoạch ở đây thì quy hoạch ô bằng cờ, đất mình thì đất là khu vực quy hoạch đất khu dân cư Phủ Hồng ha. Đất mình thì có diện tích là 125m2 và có mặt tiền là 4m8 nha cô chú chị. Mình có sẵn nhà cấp 4 luôn ha. Trước mặt đây là trường trung học cơ sở rồi của Tân Lâm. Rồi đây bây giờ em sẽ quay chi tiết cái nhà này nè. Có là 4m8 mặt tiền đường. Nhà hiện tại mình có nhà cấp 4 nhỏ nhỏ. Thì trước khi vào nhà thì em cũng có nói sơ qua luôn cái bất động sản này. Thì đất mình là 4m8 mặt tiền, sâu là 26, ở sau nở hậu là 5m. Là đất mình full thổ cư luôn, thổ cư hết đất nha. Sâu vô tới đằng kia. Xây là xây hết đất, quy hoạch đất full thổ cư anh chị, quy hoạch đất ở hết rồi. Và bây giờ em sẽ đi vào bên trong cho cô chú chị mình cùng xem cái nhà nha. Đây thì cái cổng thì hơi chật xíu, nhưng mà cái sân này có thể là đậu ô tô thì chắc chưa được đâu, nhưng mà nhiều xe máy thì được. Đây là phòng khách nha. Ở trên này đã có lắp tầng là phong thật cao ha. Cửa sổ. Đây, cái đường luồng mình đi lui phía sau. Đây thì nhà gia chủ mình thì thiết kế là có hai phòng ngủ. Đây là phòng ngủ đầu tiên này. Đây là phòng ngủ thứ hai. Thì nói chung là bây giờ nhà thì cũng nội thất không còn gì nhiều, bây giờ chỉ có vậy thôi. Sau đây thì em nghĩ là cái khu vực ăn uống ha. Đây để bàn khu vực ăn uống. Còn ở dưới đây là bếp nút. Bên này là toilet. Này toilet kết hợp với lại tắm luôn ha. Và đây là phía sau, sân sau của mình. Thì ở phía sau này thì chắc có thể là phơi đồ này kia thôi. Ở sau mình ở hậu là 5m nè. Ở sau đây thì đất mình đúng ra là sẽ giáp với lại đây, nhưng mà hồi trước chủ cũ mình đó, chủ cũ mình chỉ xây giữ đất vậy thôi, chứ không xây hết đây này. Thì sau này có chú chị mình mua, mình có thể mình tân trang lại hoặc là mình làm mới lại được ha.
thì nằm ngay trung tâm của xã Tân Lâm. Đó. Ngay trung tâm luôn, đất thì full thổ cư. Gia chủ mình bán là 1.350 đó cô chú chị mình. Đó, từ Sài Gòn về đây cũng khá là gần, tại vì nó ở gần Đồng Nai nha cô chú chị. Cô chú chị mình Sài Gòn xuống thì phải qua Đồng Nai, thì Đồng Nai xuống đây cũng gần ha. Dường như là đất mình xây cả rào cả nhà luôn, là xây hết đất luôn 125 m². Này mà làm rộng cổng rộng ra xíu nữa chắc đội xe ô tô được đó. Từ đây xuống trung tâm huyện Xuyên Mộc mình thì cũng hơi xa chút xíu, 20 cây số ha. Tầm 20 cây, nếu mà xuống biển Hồ Tràm khoảng 30 cây đó. Xuống biển Hồ Tràm 30 cây. Đường giao thông thì rất là thuận tiện rồi, nói chung là giao thông thông thoáng hết, đi ra chút xíu là 328 nằm ngoài kia rồi. Giá bán thì về căn nhà này thì thích hợp cho cô chú chị mình mua, thí dụ cuối tuần mình về hoặc là có vợ chồng son nào đó mới ra riêng thì muốn về đây sinh sống á, thì bán có 1.350 thôi. Đất thì quy hoạch thì không dính quy hoạch rồi, đất Phủ Hồng khu dân cư. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm tới bất động sản này thì liên hệ em đi nha, em đi sẽ dẫn cô chú chị mình đi xem thực tế cái bất động sản này. Rồi em xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú chị mình.